Có chuyện gì thế? Tối nay tớ không muốn ra ngoài thôi. Chắc chắn cậu không muốn đi à? Tớ không đi đâu. Đi chơi vui nhé. Các cậu có bao giờ cảm thấy sau khi một người thân yêu qua đời, ta vẫn có cách để trò chuyện với họ không? Cậu muốn nói chuyện với Debbie à? Ừ. Đây là nơi Debbie chết. Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Bạn bè hội tụ, trái tim chân thành, hồn hỡi đâu đây? Ta kêu gọi người. Nếu cậu nghe được Debbie, tôi nhớ cậu. Không, bình tĩnh đi. Nhà này cũ rồi mà. Đúng là trò đùa. Thôi nào các cậu, ai vừa làm thế? Sarah, cậu thôi đi, tôi có đẩy nó đâu. Ghép lại thành mỗi câu chào bạn. Này, tôi thấy sợ rồi đấy, không chơi nữa đâu nhé. Tôi muốn ghi lại trên máy quay. Tôi tìm thấy một thứ trong nhà. Chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra từ khi tôi phát hiện tấm bảng. Debbie tìm thấy tấm bảng trong nhà cậu ấy. Cậu ấy đã đánh thức thứ gì đó. Có ai đó không? Thứ này đang ám lên bọn mình. Xin chào. Nó sẽ tìm đến tất cả bọn mình. Vậy tiếp theo sẽ là ai? Làm sao để ngăn chuyện này lại? Các cháu phải cắt đứt mối liên kết. Nếu không, nó sẽ tiếp tục tìm đến. Chúng ta phải chơi trò chơi đó một lần cuối. Bạn bè hội tụ, trái tim chân thành, hồn hỡi đâu đây? Ta kêu gọi người. Người cho bọn ta một dấu hiệu được không? Chính người đã giết Lady à? Đủ rồi, bọn ta không chơi nữa. Nó không phải thật đâu. Chỉ là trò chơi thôi. Đón xem bộ phim Bảng Cầu Cơ trên kênh Cinemax.